Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official nhé. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả các bạn nội dung là vì sao tháng 2 chỉ có 28 ngày, có năm thì lại là 29 ngày. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Năm 46 trước công nguyên, Hoàng đế La Mã là Julius Caesar đã quy định một năm có 12 tháng, tháng nào số lẻ là tháng đủ gồm 31 ngày, tháng nào số chẵn là tháng thiếu gồm 30 ngày. Tháng 2 là số chẵn đáng lẽ cũng gồm 30 ngày. Như vậy sẽ có 6 tháng đủ và 6 tháng thiếu, rất dễ nhớ. Nhưng khi tính toán cụ thể thì một năm không phải 365 ngày mà là 366 ngày, nên phải bớt đi một ngày trong một năm. Nhưng bớt một ngày vào tháng nào đây? Hồi đó theo phong tục của La Mã, các tội phạm nặng thường bị tử hình vào tháng 2. Do đó tháng 2 được coi là tháng không lành nên Hoàng đế La Mã quyết định bớt đi một ngày trong tháng 2 xấu số đó. Vì thế tháng 2 chỉ còn 29 ngày. Sau đó Hoàng đế August lên nối ngôi Hoàng đế Julius. Vì Julius sinh vào tháng 7 là tháng đủ, 31 ngày, August sinh vào tháng 8 là tháng thiếu, 30 ngày lên 31 ngày cho ngang bằng với Julius, đồng thời cũng thay đổi luôn các tháng cuối năm. Tháng 9 và tháng 11 là số lẻ vốn là tháng đủ thì chuyển thành tháng thiếu. Tháng 10 và tháng 12 là số chẵn vốn là tháng thiếu thì chuyển thành tháng đủ. Việc thay đổi tùy tiện như vậy khiến cho một năm lại dôi thêm một ngày nữa và lại được bớt vào tháng 2 xấu số đó. Và thế là tháng 2 chỉ còn 28 ngày. Hơn 2.000 năm nay, nhân loại theo thời gian đã sử dụng dương lịch có những quy định bất hợp lý đó. Các nhà nghiên cứu dương lịch trên thế giới đã và đang đưa ra nhiều phương án cải tiến nhằm giúp cho việc sử dụng dương lịch hợp lý và thuận tiện hơn. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới ủng hộ mình. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.